Nhà Trắng xem xét lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Phát hiện dấu vết của virus SARS-CoV-2 trong nước thải ở Australia. Tranh cãi xung quanh cơ chế kiểm soát xuất khẩu vaccine của EU. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ xem xét tất cả các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia mà cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra, bao gồm cả thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc được ký kết vào tháng 1 năm 2020. Thư ký nhà trắng cho biết, chính quyền tổng thống Joe Biden sẽ tập trung vào việc tiếp cận mối quan hệ Mỹ Trung Quốc từ một vị thế mạnh mẽ. Điều đó đồng nghĩa Washington sẽ phối hợp trao đổi với các đồng minh và đối tác về cách nước này sẽ làm việc với Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền ông Joe Biden sẽ chưa thay đổi gì với khoản thuế quan mà nước Mỹ đang áp lên 370 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc khi quá trình xem xét được tiến hành phát ngôn viên của Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung Quốc cho biết, việc chính quyền ông Joe Biden xem xét lại thỏa thuận thương mại và các chính sách khác của ông Donald Trump là hoàn toàn hợp lý. Trung tâm Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ở Azerbaijan gian giám sát lệnh ngừng bắn tại Nagorno-Karabakh đã bắt đầu hoạt động từ ngày hôm nay 30 tháng 1. Nhiệm vụ của trung tâm là bảo đảm hòa bình lâu dài. Đại diện Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết, trung tâm giám sát ngừng bắn Nga Thổ Nhĩ Kỳ được đặt tại huyện Akdam ở khu vực Nagorno Karabakh thuộc quyền kiểm soát của Baku từ tháng 11 năm 2020. 60 quân nhân Nga cùng với 60 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm việc tại trung tâm, sử dụng cả máy bay không người lái. Trước đó vào ngày 11 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Azerbaijan Iham Aliyev cùng Thủ tướng Armenia đã ký một tuyên bố chung về việc xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng mới tại khu vực xung đột Nagorno-Karabakh và nhất trí thành lập nhóm làm việc ba bên nhằm giám sát việc thực hiện các dự án. Ít nhất là 436 ngôi nhà tại huyện Jember, tỉnh East Java của Indonesia đã chìm trong nước lũ cao tới hơn 1 mét. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người trong đợt mưa lũ này. Lũ lụt xảy ra khi sông Beganjung đã tràn bờ, người đứng đầu bộ phận tình trạng khẩn cấp và logistics của cơ quan quản lý thiên tai vùng Jember của Indonesia cho biết, lũ lụt đã nhấn chìm một trường học và hai đền thờ, chính quyền địa phương đã cho sơ tán người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ ở những nơi bị ngập lụt. Ngày hôm nay 30 tháng 1, đoàn chuyên gia quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đứng đầu nhằm tìm nguồn gốc căn bệnh COVID-19 đã tới thăm bệnh viện jinjin Jin Tan tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi đã điều trị cho những bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong ngày thứ hai sau hai tuần phải cách ly, phái đoàn điều tra của WHO đã tới bệnh viện jinjin Jin Tan. Các bác sĩ đã thu thập mẫu các bệnh phẩm của những bệnh nhân được chuẩn đoán là mắc bệnh viêm phổi lạ hồi cuối năm 2019, đây là cơ hội quan trọng để trao đổi trực tiếp với các bác sĩ ở tuyến đầu trong giai đoạn quan trọng của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Đoàn chuyên gia WHO cũng đã đến thăm một phòng trưng bày tôn vinh nỗ lực của những y bác sĩ Trung Quốc trong cuộc chiến chống dịch tại Vũ Hán. Theo kế hoạch, nhóm chuyên gia WHO sẽ thực hiện cuộc điều tra kéo dài nhiều tuần. Tổ chức y tế thế giới nêu rõ chuyến công tác này là thuần túy về khoa học để làm rõ cách thức lây nhiễm của virus SARS-CoV-2. Đại sứ Iran tại Nga cho biết Tehran và Moscow đã ký một thỏa thuận về hoạt động chuyển giao vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga. Theo đó, lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển tới nước Cộng hòa Hồi giáo vào tuần tới. Vaccine Sputnik V tại Iran đã được đăng ký và phê duyệt tại Iran vào hôm 29 tháng 1. Sau đó, Iran và Nga đã ký một thỏa thuận mua và cùng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 này. Trong thỏa thuận với Quỹ đầu tư trực tiếp Nga, lô vaccine đầu tiên sẽ được chuyển tới Iran trước ngày 4 tháng 2. Một phái đoàn của Bộ Y tế Iran sẽ tới Nga trong 10 ngày tới để thảo luận việc sản xuất vaccine tại nước Cộng hòa Hồi giáo. Chính quyền vùng lãnh thổ thủ đô Australia cho biết đã phát hiện các dấu vết của virus SARS-CoV-2 trong nước thải ở vùng ngoại ô phía bắc của thủ đô Canberra, phát hiện khiến cho giới chức lo ngại về khả năng virus vẫn tồn tại một thời gian dài trong các chất thải của người đã phục hồi sau khi điều trị COVID-19. Dấu vết của virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trong một mẫu nước thải được thu thập ngày 27 tháng 1 tại khu vực Beconen, phía bắc thủ đô Canberra, đại diện cơ quan y tế địa phương cho biết, phát hiện này cho thấy một người đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 nhưng virus vẫn tồn tại trong các chất thải của người này. Chuyên gia cho rằng hiện tượng này có thể kéo dài nhiều tuần sau khi người bệnh phục hồi. Tuy nhiên quan chức địa phương cũng không phủ nhận rằng phát hiện này có thể đồng nghĩa với một ca đang mắc bệnh, vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác dù chưa tới mức đáng báo động. Hàng tuần các cơ quan y tế của vùng lãnh thổ thủ đô Australia vẫn tiến hành xét nghiệm nước thải trong các hệ thống cống ở 6 địa điểm trong vùng. Thưa quý vị, căng thẳng đang ngày càng gia tăng giữa Liên minh châu Âu và các hãng dược phẩm cung cấp vaccine ngừa COVID-19 do sự chậm trễ trong việc giao nhận vaccine, khiến cho việc triển khai tiêm phòng cũng bị chậm so với kế hoạch. Ủy ban châu Âu EC ngày 29 tháng 1 đã thông qua một cơ chế cho phép hạn chế, thậm chí cấp cấm xuất khẩu các loại vaccine được sản xuất tại một số quốc gia EU, khiến cho nhiều người lo ngại việc này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia và tạo nên một cuộc chiến vaccine trên toàn cầu. Pfizer và BioNTech thông báo chậm giao hàng cho EU trong quý I. Tới nay, một số nước thuộc Liên minh mới chỉ nhận được khoảng 50% số vaccine theo thỏa thuận. Moderna cam kết cung cấp cho EU 160 triệu liều vaccine, nhưng ít nhất 9 nước cho biết họ đã không nhận đủ số liều vaccine cần thiết, trong khi thời hạn bàn giao vaccine trong tương lai không rõ ràng. AstraZeneca bất ngờ thông báo cắt giảm 60% lượng vaccine đã thỏa thuận cung ứng cho EU, xuống còn 31 triệu liều trong giai đoạn từ nay đến cuối tháng 3. EU đã đặt mua hơn 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 cho 27 quốc gia thành viên, với tổng dân số là 450 triệu người. Mục tiêu là sẽ tiêm chủng cho 70% người trưởng thành ở EU vào cuối tháng 8. Kế hoạch tiêm chủng này giờ đây bị chậm trễ do thiếu nguồn cung, trong khi tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến nghiêm trọng và người dân thì đã mất hết kiên nhẫn, thậm chí là tức giận vì sự chậm trễ này. Chúng tôi đã tích cực chuẩn bị cho việc tiêm phòng. Mọi phương tiện đã sẵn sàng 15 ngày nay rồi, ngoại trừ vaccine. Mọi người tức giận cũng phải thôi. Các cuộc đàm phán giữa EU và các hãng dược phẩm không có đột phá. Có dấu hiệu lo ngại rằng các tập đoàn dược phẩm có thể bán lượng thuốc đã hứa cho khách hàng bên ngoài khối với giá cao hơn. Dưới áp lực phải bảo đảm nguồn cung vaccine, lãnh đạo EU buộc phải đưa ra cam kết hành động. Chúng tôi có kế hoạch khiến các hãng dược phẩm phải tôn trọng hợp đồng mà họ đã ký bằng cách sử dụng các công cụ pháp lý sẵn có. Ừ. Châu Âu đã chi hàng trăm triệu euro cho việc thúc đẩy năng lực sản xuất vaccine và họ cho rằng không có lý do gì ngăn cản họ giám sát nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 bằng cách kiểm soát việc xuất khẩu vaccine sản xuất trong EU động thái này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ tổ chức y tế thế giới và có nguy cơ châm ngòi mâu thuẫn với các nước ngoài eu mà đặc biệt là với anh nơi có hai nhà máy của astrazeneca giải pháp mà liên minh châu âu đưa ra nằm trong xu hướng rất đáng quan ngại tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho hoạt động cung ứng vaccine toàn cầu Tổng Giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus chỉ trích việc các nước giàu tìm cách mua lượng lớn các loại vaccine ngừa COVID-19, khiến số hàng tới tay nước nghèo còn rất ít. Tình hình cung ứng vaccine hiện nay đang khoét sâu tình trạng bất bình đẳng trên thế giới. Chủ nghĩa dân tộc vaccine có thể đáp ứng các mục tiêu chính trị trong ngắn hạn, nhưng cũng sẽ dẫn đến tầm nhìn ngắn hạn và cuối cùng là thất bại. Cách thức duy nhất để đánh bại đại dịch và phục hồi kinh tế toàn cầu là bảo đảm các nhóm ưu tiên tại mỗi nước được tiêm phòng. WHO hiện đang dẫn đầu cơ chế COVAX được thiết lập với mục tiêu đạt mua vaccine ngừa COVID-19 và đảm bảo số hàng này được phân phối công bằng ra khắp thế giới. Theo kế hoạch, chương trình này sẽ bắt đầu phân phối vaccine trong vài tuần tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.